Có rồi. Thế giới ngập tràn những bông hoa tuyết. Một số người nhìn thấy sẽ rất đau buồn, một số khác lại cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng chúng ta hiện tại vừa gọi điện vừa ngắm tuyết rơi. Giống như đang cùng che dù dưới trời tuyết. Dưới chiếc dù đó chỉ có hai chúng ta, cho nên cảm thấy hạnh phúc lắm. Có phải không anh? Cậu chủ à. Sam Sam, lát nữa anh gọi lại nha. Vậy anh làm việc của anh đi. Cậu chủ, sáng hôm nay chị Phương đột ngột ngất xỉu, đã gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Nhưng nghe cô Nguyên nói còn chưa kịp đi tới bệnh viện thì đã không qua khỏi rồi. Mẹ nấu cơm ngon thiệt đó. Con đi cũng lâu rồi mà vẫn thích ăn cơm mẹ nấu. Vậy thì ăn nhiều nha. Dạ. Sam Sam à. Dạ. Chàng trai hôm nay gọi điện thoại cho con là ai vậy? Ta không nghe thấy giọng của anh ấy, sao lại biết là nam vậy? Người đó là đồng nghiệp ở công ty, gọi điện chúc mừng năm mới, nhân tiện nói cho con biết ngày nào phải đi làm trở lại. Thanh niên các con bây giờ chẳng phải ai cũng đều dùng mạng xã hội sao? Gọi điện chúc mừng năm mới đúng là có lòng thật đó. Nhưng mà tình cảm hai đứa có tốt không? Cậu đồng nghiệp làm cùng con tên là gì vậy? Mới đầu năm mà nói cho ba mẹ biết mình hẹn hò với chủ tịch, ba mẹ không nghĩ mình điên thì cũng nghĩ là họ điên mất. Theo bà thấy, mấy hộp quà mà con đã mang về nhà chắc tốn không ít tiền của người ta ha. Ba, sao nghe đến việc này mà ba cũng biết vậy? Thôi được, con thừa nhận hộp trà là do anh ấy tặng, còn những thứ khác là do con tự mua bằng tiền lương với giá bán khuyến mãi. Sam Sam à, kết bạn cần chú trọng nhất là phẩm chất và con người họ phải tốt. Dạ. Thật lòng và đối xử tốt với con mới là quan trọng nhất. Dạ. Còn mấy quà tặng gì đó, iPad gì đó, bà dám chắc là không phải con mua đâu. Ba, con đã nói rồi, tất cả những thứ đó đều là do con tự mình mua lấy mà. Con không có nói dối ba đâu. Được rồi, tôi biết con gái của chúng ta sao có thể bị mấy thứ quà đó mê hoặc được, có phải không? Sam Sam à, ba cũng chỉ là lo lắng cho con thôi. Một thân một mình sống ở Thượng Hải cũng không dễ dàng gì. Tôi thấy con gái mình nếu tìm đối tượng làm bạn trai thì điều kiện cũng không thể quá kém được. Các cô gái tìm mọi cách để tiếp cận người có tiền, rồi thì cũng không ai có được kết cục tốt đâu. Dạ. Tập đoàn Phong Đằng là tập đoàn hoạt động lớn mạnh vô cùng. Con mới vừa qua thời gian thử việc trở thành nhân viên chính thức, sao con dám nghĩ đến chuyện hẹn hò? Bây giờ con đang chăm chỉ làm việc, ba mẹ đừng suy đoán gì nữa. Thật ra thì ba mẹ cũng không đoán mò gì hết, chỉ là nhắc nhở con thôi mà. Dù sao thì môn đăng hộ đối theo mẹ thấy vẫn là tốt nhất. Thật ra gia cảnh giàu sang cũng có tác dụng gì đâu. Con nhìn Liễu Liễu kìa, trước mặt Du Thừa Hạo luôn phải hạ mình như vậy. Ông cũng nên nói với bà chị dâu ông đi, chuyện hôn nhân này vẫn còn phải suy nghĩ thêm đó. Tôi đi nói sao, mắt ông chỉ tưởng tôi là kia đặt cán mũi nữa. Theo bà nghĩ Sam Sam à, dạ, nếu như một lúc nào đó con có bạn trai và đó là người giàu sang và lại giống như bạn trai Liễu Liễu, có lẽ ba mẹ cũng sẽ không thấy vui đâu. Cho nên con không cần phải áp lực, con biết chưa? Dạ, dạ, con biết rồi. Coi bộ trong khoảng thời gian này mình không thể nói chuyện của mình với Phong Đằng cho ba mẹ biết được rồi. Mình thật sự hy vọng Phong Đằng chỉ là một người bình thường, vậy thì chuyện này sẽ đơn giản hơn nhiều. Chuyện bình thường hay không bình thường, tốt hay không tốt là do bản thân cậu nghĩ mà thôi. Được cái này lại muốn cái kia, suốt ngày chỉ suy nghĩ lung tung rồi tự làm khổ mình không mà. Ba mẹ của cậu đã biết hết rồi sao? Bữa cơm tất niên hôm đó mình bị bức cung. Cậu không biết đâu, ba mẹ mình vừa mới nghe nói công việc của Đỗ Phồn thì giống như là chọn rau ở ngoài chợ á, chê này chê nọ.
Ba mẹ mình không nghĩ xem con của họ ngày nào cũng ở trong nhà, cả tháng trời không được gặp một ai hết, khó khăn lắm mới gặp được người đáng tin cậy. Cậu nói đi, Đỗ Phụng rất tốt mà, vừa thật thà nè, vừa tốt với mình lại còn chiều chuộng mình nữa chứ, có đúng không? Anh ấy tuy không thể kiếm nhiều tiền nhưng mà... Nè, cậu có nghe mình nói không vậy hả? Vậy sao cậu không nói rõ với hai bác hả? Mình không dám nói, bây giờ phải làm sao đây? Mình nói với ba mẹ mình là mình sống chung với cậu. Khi nào mình gọi điện thì cậu hãy tới bao che cho mình ha. Làm ơn đi mà. Được rồi. Mình thấy cậu cũng rất là kỳ lạ đó Sâu Nghi. Nhân vật chính trong mấy cuốn tiểu thuyết cậu viết toàn là những nhân vật đỉnh cao trong tình yêu. Vậy thì còn Đỗ Phồn sao hả? Tiểu thuyết đó là chỉ dành cho những thiếu nữ thích mơ mộng đọc mà thôi. Sao mình có thể ngốc tới mức đi áp dụng vào những tác phẩm do chính mình sáng tác được chứ? Nè, cậu đừng có nhạy cảm quá như vậy, mình không có ý đó đâu. Nè, nãy giờ mình nói cái gì cậu có nghe không vậy? Mình... Người đời có câu, không ăn được nho thì chê nho chua. Nếu có một phong đằng nào đó theo đuổi mình, chắc chắn mình cũng sẽ bỏ Đỗ Phồn thôi. Thôi đi, được rồi, mình hiểu những gì cậu nói mà. Mà tự nhiên cậu nói Đỗ Phồn như vậy, cậu đúng là đồ đổi trắng thay đen đó. Cậu có điện thoại kìa, hình như là tin nhắn đó. Là tin nhắn xác nhận của hãng hàng không. Con người ta lên đời hồi nào vậy ta? Lúc này toàn đi máy bay không nha. Không phải là mình đặt đâu, là phong đằng đặt đó. Sự dịu dàng độc đoán này rất nhiều cô gái mong muốn mà không có được đâu đó nha. Có phải là rất ngưỡng mộ không? Đương vậy nhiên. Thì viết thành tiểu thuyết đi. Được, tất nhiên là được rồi. Sao lại không chứ? Nè, mình hỏi cậu, sau khi quay lại cậu tính thế nào hả? Việc đầu tiên mình sẽ làm là mình sẽ trả lại tiền vé máy bay trước. Nè, Tiết Sam Sa, mà cậu không thấy làm như vậy là rất vô nghĩa hay sao hả? Mình cũng không muốn, nhưng phải làm thế nào đây? Không thể để người ta nghĩ rằng mình ở bên anh ấy là có ý đồ này nọ, hay là muốn lợi dụng anh ấy, không hay đâu. Đúng vậy, cậu có thể trả lại tiền, không sao hết. Nhưng mà cậu không cảm thấy làm như vậy là rất không lãng mạn hả? Rất lạnh lùng và xa cách đó, có hiểu không? Người ta là chủ tịch mà lại cần những đồng bạc lẻ của cậu sao? Cách này không khả quan đâu bạn Hiền à. Vậy phải làm sao? Có cách nào khác không? Đưa tay ra đây. Phải đánh một cái trước. Vậy cho cậu nè. Hãy nói cho mình nghe, sau Tết là lễ gì? Nguyên tiêu. Mình đánh chết cậu bây giờ đó. Mình biết là ngày lễ đúng tình vậy. Chỉ cần trong ngày đó cậu tặng quà cho người ta là được rồi. Đúng rồi. Sao mình lại không nghĩ ra? Cậu thật là thông minh quá đi Sâu Nghi à. Bái mình làm sư phụ đi. Tặng quà gì bây giờ? Cùng để mình suy nghĩ đã. Cái gì ta? Thank you.
Sau Tết nhất định là rất đông người. Để thêm một lát nữa cũng không sao. Không biết khi Phong Đằng nhìn thấy cái này sẽ có phản ứng như thế nào ta. Sao anh đến khi nào vậy? Anh đến từ sớm rồi. Gọi điện cho em mà không được. Em đã ngủ quên mất. Không nghe thấy anh gọi. Em đã buồn ngủ chưa? Cũng đỡ. Vậy chúng ta đi. Đâu rồi? Đâu rồi ta? Em tìm cái này xong. Cũng sắp đến ngày lễ tình nhân rồi mà. Quà cho anh đó. Nhà anh sống theo truyền thống. Ông nội không cho phép đón lễ tình nhân phương Tây. Nên trước giờ anh chưa từng đón lễ tình nhân. Nhưng mà món quà này anh rất thích nó. Mình đi thôi. Sao sao mà mấy ngày trước mẹ của Lệ Trữ đã qua đời. Cái gì chứ? Những ngày này có thể cô ấy sẽ ở bên nhà anh. Dạ, anh hãy chăm sóc cô ấy thật tốt nha. Chúng ta đi thôi. Cô ấy đang đợi mình ngoài xe. Lệ Trữ à, cô vẫn khỏe chứ? Năm mới vui vẻ. Trời ơi, mới có mấy ngày không gặp mà nhìn Lệ Trữ tiều tụy quá. Làm sao đây, mình lại không biết an ủi người khác. Lệ Trữ à, tôi có mang theo khô bò nè, cô có muốn ăn không? Sam Sam, nếu em đói thì em cứ ăn trước đi. Sam Sam, mày đừng nghĩ bậy bạ nữa. Lúc này mày ghen bóng ghen gió với người ta làm gì chứ? Em tới nơi rồi. Để đưa em lên.
Dạ không cần đâu, anh mau lên xe đi, còn phải đưa lệ trưởng về nhà nghỉ ngơi nữa. Đây là việc anh nên làm. Em không sao đâu, em hiểu anh mà. Lần sau sẽ mời anh uống trà, sẵn tiện giới thiệu Liễu Liễu cho anh biết luôn. Lần trước gặp ở bệnh viện, hai người không được vui vẻ lắm. Để anh mời cô ấy mới phải. Cảm ơn cô ấy vì đã chăm sóc Sam Sam của anh. Được rồi, anh mau đi đi. Đi đi anh. Kể từ hôm mùng 1 cũng đã gần một tuần rồi không được gặp Phong Đằng. Tiếc Sam Sam, mặc dù tình yêu rất đẹp, nhưng lúc mày bị trạc chân, lệ trữ cũng chăm sóc tốt cho mày mà. Bây giờ mình phải biết rộng lượng, biết chia sẻ, biết đồng cảm, đó mới là tình bạn tốt. Dạ chào cậu chủ. Cô Nguyên à, hành lý đã được đưa đến đây hết rồi, tất cả đều ở trong phòng. Em cũng mệt rồi, lên lầu nghỉ ngơi đi. Chú Dương, xin lỗi đã làm phiền chú. À, đừng nói vậy mà. Tiểu Chu à. Dạ. Mau đưa cô Nguyên về phòng nghỉ ngơi đi. Đừng quên đem canh táo đỏ vô phòng cho cô Nguyên uống đó. Dạ nhớ. Cô Nguyên à, xin cô hãy đi theo tôi. Chú Dương, tâm trạng của lệ trưởng gần đây không được tốt, chú chăm sóc cô ấy giùm tôi. Tôi biết mà, cậu cứ yên tâm. Tối nay tôi có việc, sẽ không về ăn cơm đâu. Dạ cậu chủ. Điện thoại. Nghe nói vốn dĩ mỗi người chỉ có thể nhớ ba số điện thoại, một là của bản thân, một là của mẹ, và còn lại đương nhiên là số của người yêu rồi. Alo. Em đang làm gì vậy? Anh tới đón em đi ăn tối. Em vừa đi làm lại sim. Alo. Sao không để anh đưa đi? Thật ra em có làm lại sim hay không? Không quan trọng. Quan trọng là anh phải đưa em đi, em biết chưa? Không phải chứ. Ngay cả chuyện này mà anh ấy cũng giận hết. Không sao đâu mà. Em đã tự đi làm sim ở một tiệm điện thoại bên đường gần nhà Liễu Liễu, chỉ là tiện đường thôi. Lệ trưởng đâu rồi anh? Anh có đưa cô ấy đi ăn cơm chung với tụi mình không vậy? Em đợi anh. Anh đi đón em trước. Dạ. Được rồi, anh cúp máy. Cô Nguyên à. Cậu chủ có việc đi ra ngoài rồi. Cậu ấy dặn tôi nói với cô là cậu ấy sẽ ăn tối bên ngoài. Vậy tôi ăn tối với mọi người. Nhưng mà cậu Trịnh Kỳ đã tới rồi.
Sao rồi? Ra ngoài hít thở không khí trong lành có vui hơn không? Đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh. Vậy thì tốt. Ở nhà Phong Đằng em có quen không vậy? Cũng quen. Em sống ở nhà Phong Đằng từ nhỏ mà. Quen tới mức phát chán. Mẹ em luôn muốn em chuyển ra ngoài. Nhưng thật không ngờ, khi mẹ vừa mất, em lại về đó ở rồi. Thật ra Phong Đằng nên ăn cơm cùng với em mới phải. Anh cũng biết anh ấy mà. Một khi để làm việc gì thì sẽ rất chuyên tâm. Yêu đương cũng không ngoại lệ. Cho dù người bạn cũ là em đây gặp phải biến cố, anh ấy cũng sẽ không bỏ mặc bạn gái của mình đâu. Đúng. Không ai có thể phá vỡ được nguyên tắc của cậu ta hết. Cậu ta hấp dẫn em ở điểm này nhất sao?